chiều tôi chấp được con người. Tạ ơn nhân của toàn năng là Đức Chúa Trời đời đời của chúng con. Vì sáng nay ngày thánh nhật, chúng con được hiện lại trong thánh đường này để chúng con thờ phượng và hầu việc Ngài. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng là Cha nhân lành của chúng con, Ngài sẽ ban phước trên mỗi tấm lòng của chúng con trong giờ này. Ngài ban phước trên tâm trí của chúng con để chúng con dành thời giờ tốt nhất để chúng con ra mắt Ngài. Nguyện Chí Chúa Ngài có thương và ban ơn cho chúng con, cho chúng con biết giải lòng ra để chúng con đón nhận tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa trong buổi sáng hôm nay, hầu cho mỗi lòng và ý tưởng của chúng con không còn suy nghĩ lo ra mà chúng con hãy làm yêu mến Ngài để dốc lòng thờ phượng Ngài. Vì trước mặt chúng con là đấng sở hữu hàng hữu, đấng hàng sống đời đời ở giữa chúng con, đầy ơn và lẽ thật. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa Ngài ban phước trên hết thảy của chúng con. Ngài ban ơn cho chúng con và Ngài dẫn dắt chúng con từ giờ đầu đến giờ cuối để chúng con thờ phượng đẹp đến Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài chúc chào đặc biệt trên hết thảy của chúng con, hầu cho dầu thánh linh của Ngài tuôn đổ trên đời sống của chúng con và chúng con sống, chúng con thấy được tình yêu và lòng thương xót của Chúa qua những điều bày tỏ mỗi ngày trên đời sống của chúng con. Trong những ngày cuối đó này, chúng con thấy được tình yêu Ngài trải dài trên cuộc sống của chúng con và Ngài gọi nhiều người, nhiều thành phần trong xã hội này để đến với Ngài. Con cảm ơn Chúa, cầu xin Chúa ban phước cho dân tộc Việt Nam của chúng con để họ mở mắt ra, để họ nhìn thấy sự là đường quyền năng của Chúa và trở thành một quốc giáo thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Chúa Ngài cũng ban phước cho các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam của chúng con để họ thấy được tin lành là quyền phép để đem lại cho đất nước an bình và hạnh phúc. Ngài đã xua đuổi tất cả mọi giặc giả ở khắp mọi nơi để rồi hầm cho cứu phá đất nước chúng con nữa. Ngài bảo vệ thành trì của đất nước chúng con. Con tin rằng Đức Chúa Trời của chúng con Ngài sẽ làm được điều đó trên đất nước của chúng con cũng như trên thế giới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cùng ban phước cho tấm lòng của mỗi chúng con trong buổi sáng hôm nay, để tấm lòng của chúng con đơn sơ, để chúng con nhận biết rằng Chúa Đức Chúa Trời của chúng con là đấng ở với chúng con và dẫn dắt chúng con mỗi ngày để ban phước và chữa lành mọi bệnh tật trên thân thể của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Lạy Chúa yêu thương của chúng con buổi sáng hôm nay, hội thánh Chúa được kiện tài trong ngày đầu tháng để chúng con thờ phượng Chúa và chúng con dự lễ tiệc thánh để chúng con nhớ ơn Chúa, những gì Chúa dạy bảo chúng con để chúng con làm đúng trong lòng tình của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa cũng ban phước cho người hướng dẫn chương trình đầy ơn của Ngài, Ngài hướng dẫn cho người giảng, người đờn tất cả thì hiện lại ở trong tình yêu của Chúa để làm cho công việc của Chúa ngày càng tươi mới. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa buổi sáng hôm nay chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho và anh em chúng con đến đây để thờ phượng Ngài. Xin Chúa Ngài cũng cho và anh em chúng con được mạnh khỏe, được bình an. Ai trong đời sống của chúng con có bệnh tật nào thì Chúa Ngài chữa lành. Chúng con tin là Đức Chúa Trời của chúng con Ngài đã thấy được tất cả những lời nói, việc làm, hành vi cử chỉ trong đời sống của chúng con mà Chúa tham biến, như lời Chúa đã phán con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét các tây gian, giúp sức cho người nào có lòng trọng thành đối với Ngài. Con tin là những người có lòng trọng thành đối với Ngài, Ngài không bao giờ lìa họ, không bao giờ bỏ họ, mà Ngài luôn luôn chăm sóc đời sống sức khỏe của họ và cho họ sống một đời sống an bình và hạnh phúc. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa những gì đã ban chúng con trong nhà trên đất này. Chúng con luôn luôn biết ơn Chúa. Xin Chúa cũng nhớ đến những lời cầu nguyện của chúng con ở trước mặt Ngài. Dầu lời cầu nguyện của chúng con không đẹp bằng Chúa đi nữa, nhưng Chúa cũng biết rằng đó là những lời cầu nguyện của chúng con trước mặt Ngài, xin Ngài thánh hóa lời cầu nguyện ấy để lên một bước cho mỗi đời sống của chúng con. Nhưng Chúa là dạy chúng con trước khi Ngài vào nước của Chúa, Ngài biết mỗi đời sống của chúng con mà Ngài nhắc trở thành chúng con hãy cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Xin cho chúng con hôm nay tội ăn của Ngài, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Lời Chúa được chép trong Gia Chức đoạn 1 câu 9: nếu chúng ta xin tội mình, Ngài đã hoàn thiện
công bình để tha tội cho chúng ta và làm sạch chúng ta mọi điều gian ác. Giờ đây tôi công bố rằng tội lỗi của hết thảy mỗi một ông bà anh chị em và chính mình tôi cũng được tha thứ trong danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Amen. Amen.